Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Gu thời trang của Chibu nhận xét ngày càng gợi cảm và sành điệu hơn trước. Cô không ngại khoe dáng trong những chiếc váy ôm sát cắt xẻ. Mới đây trên trang cá nhân, Chibu đăng tải loạt ảnh chụp cùng hội bạn thân hot girl gồm Quỳnh Anh, Shisanim, Sun HT. Chibu xuất hiện nổi bật trong chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể. Gu thời trang của nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng sexy, sành điệu hơn trước. Váy cut out táo bạo được Chibu lựa chọn để tôn đường cong cơ thể. Nhờ tập luyện, hình thể của nữ ca sĩ có nhiều thay đổi. Dù không bốc nửa như những người đẹp với biết khác, cô được khen vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn, vòng eo thon so với thời đóng phim 5S Online, hình ảnh của 9X gần như nột xác. Hot girl một thời không giấu tham vọng nột xác từ những hình tượng trong sáng, dễ thương, sang trọng, quyến rũ, táo bạo. Dù có nhiều tranh cãi, cô đầu tư lớn vào các trang phục, chăm chút hình ảnh kỹ lưỡng từ thảm đỏ sân khấu đến street style. Hồi cuối tháng 8, giọng ca trẻ gây choáng ngợp khi đăng ảnh video khoe tủ đồ với gần 100 đôi giày, nhiều quần áo, túi xách hàng hiệu. Cô than thở, thực sự tôi có quá nhiều quần áo, giày dép các chị em ạ. Làm nguyên một phòng chỉ để đồ mà vẫn không đủ chỗ. Sau 5 năm nam tiến, sự nghiệp của Chibu có những dấu ấn nhất định. Cô kiên trì theo đuổi đam mê ca hát và bước đầu có một số bài hit như Anh ở lại, Mời anh vào tim em. Ngoài âm nhạc, 9X cũng lấn sân trong phim ảnh với vai diễn Hạ Ninh trong phim Mối tình đầu của tôi, chuyển thể từ phim Hàn nổi tiếng Siwet Bretty. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, Chibu tâm sự chính những lời lẽ nhận xét tiêu cực khiến cô nàng nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tôi muốn chứng minh cho họ thấy tôi có thể làm được, còn họ phải nhận họ đã sai. Có thể vẫn còn đâu đó nhận định hoài nghi, nhưng hiện tại khán giả dần hiểu tôi cũng như âm nhạc của tôi hơn, cô chia sẻ. Giọng ca sinh năm 1993 tâm sự cô thích hình ảnh hiện tại của mình hơn và không hối hận với những gì đã trải qua. Sau những biến cố, cô thấy mình trưởng thành hơn và biết kiểm soát cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.